Hello anh em, vâng, chào mừng em quay trở lại với Cassian Park và channel của mình. Mình đang rất nghiêm túc đây. Đây là video về tất cả các dương hiếm có trong Cassian Park 2.5 nghi lễ cổng tam giới. Đây là một cái vật phẩm rất là quan trọng vì nó giúp anh em tăng những cái búp. Nhưng mà nó khác ở những cái dương hiếm trong phiên bản trước, đó là nó giấu không kỹ lắm. Cho nên là mình nghĩ rằng là không ít thì nhiều anh em đã lấy được nhiều dương hiếm rồi. Trong trường hợp anh em lấy thiếu thì anh em có thể tham khảo video này nha. Anh em có thể thấy ở đây là mình đang còn thiếu đúng một cái dương hiếm thôi. Và bây giờ mình sẽ đi lấy cái dương hiếm đó. Và nó sẽ là cái dương đầu tiên nha anh em. Ok. Ok, dương hiếm số 1 thì anh em hãy dịch chuyển theo video nha. Nếu anh em chưa mở được điểm dịch chuyển thì anh em phải chạy bộ thôi. Ok, mình sẽ tua nhanh một chút cái đoạn mình chạy theo video. Đoạn này là mình phải bay qua bên kia đảo anh em ạ. Nó ở phía bên kia. Và cái dương hiếm này là dương hiếm dạng khiêu chiến. Mình thấy đa số dương hiếm ở cái đảo mới này nó cũng là dương khiêu chiến thôi. Giải đố thì cũng không nhiều lắm. Ok. Cái khiêu chiến thì nó sẽ yêu cầu anh em tiêu diệt những loại quái vật trong vòng bao nhiêu giây. Thì cái này là phải có đội hình mạnh chứ không thể làm khác được nha. Đây là cái vị trí khiêu chiến. Nó có mấy con tiên linh bị thất lạc thì anh em đơn giản là chỉ cần đứng ở cạnh cái trụ, sau đó dùng góc nhìn nguyên tố ở trên máy tính là chuột giữa, là anh em có thể nhìn được xem con tiên linh nó đang bị nhốt ở đâu, đại khái hướng đi của nó. Ví dụ ở đây nó đang bị nhốt trong một cái hàng rào hệ mộc. Ok, mình sẽ lùa nó về. Còn thứ hai thì cũng tương tự như vậy, anh em cũng sẽ phải đánh nhau với mấy con quái. Anh em nhớ sử dụng cái hộp Bokuso để hóa giải những cái năng lượng bóng tối nha. Khi nhìn từ xa thì anh em có thể thấy được con tiên linh nó đang lẩn vẩn ở cái gốc cây này. Ở đây nó có cả mấy con quái canh nữa, anh em có thể thịt nó luôn cũng được hoặc là chạy về luôn, tùy anh em. Có một cái rương ở đây và cái phong ấn thì đã mở ra rồi. Bây giờ dùng hộp Bokuso khiêu chiến thì sẽ có mấy con rồng biển sâu. Mấy con này vớ vẩn thôi anh em. Tiêu diệt nó xong là anh em sẽ nhận được cái dương hiếm nha. Sau đó thì bây giờ mình sẽ mang về và nâng cấp lốt cái búp là full rồi. Mình nghĩ nếu như anh em thiếu dương hiếm thì chắc chỉ thiếu một hai cái thôi. Phần phía sau này sẽ là rương số 2, số 3, số 4, số 5. Đặc biệt cái rương số 6 thì nó nằm ở trong một cái chuỗi quét khác rồi. Ok, chào mừng anh em đến với rương hiếm số 2. Thì trong quá trình thám hiểm mình nghĩ anh em đã đi qua khu vực này rồi. Nó có mấy cái trụ lôi ở đây, đây là lúc mình đã khám phá xong rồi. Mình vào lại để chỉ vị trí cho anh em. Sau đó thì mình sẽ tour đến cái đoạn mà lúc mình đi thám hiểm đi qua đây. Đây là lúc mình mới tới, cái rương nó vẫn còn nguyên ở đây. Và khi mà anh em mới tới đây thì nó sẽ có một con lôi linh. Nó sẽ chỉ cho anh em là thứ tự bắn. Ok, mình sẽ đứng ở cái vị trí mà con lôi linh nó cố định ở đây. Đây coi như cái trụ số 1 nha anh em. Sau đó thì anh em có thể nhìn thấy nó di chuyển và mình đánh dấu đây. Trụ mình đang đứng gần là số 1, đối diện là số 2, bên phải là số 3, bên trái là số 4 và cái còn lại là cái số 5. Anh em có thể xếp cái hình lại để dễ theo dõi. Khi đã có vị trí chính xác rồi thì chỉ việc rút cung ra và bắn thôi. Anh em có thể sử dụng cung hay là sử dụng Lisa chạy theo bắn tùy anh em. Cái này thì mình thấy nó cũng hình như là không yêu cầu thời gian thì phải, bởi vì mình không rõ nữa, vì mình dùng cung bắn mà. Ok, chúc anh em thành công nha. Khi làm đúng thì nó sẽ hiện ra hai con pháp sư vực sâu, rồi mấy con quái khác vân vân và mây mây. Tiêu diệt bọn nó xong thì anh em sẽ mở cái rương hiếm này. Yo, chào mừng em đến với rương hiếm số 3. Đây là vị trí mà lúc mình cũng đã giải xong rồi. Đây, vị trí của nó ở đây. Mình vào lại để chỉ vị trí cho anh em. Sau đó mình sẽ tua đến cái đoạn mà mình vượt đến đây. Ngay chỗ mình đứng này nó có một cái trụ khiêu chiến. Thì những cái khiêu chiến này nó cứ liên tiếp nhau. Ở cái đảo này có cái hay, nó là khiêu chiến liên tiếp nhau rất là hay. Ok, bây giờ sẽ sử dụng một nhân vật cầm cung, không cần phải hệ lôi. Bắn những cái thùng thuốc nổ này. Sau khi bắn xong thì cái trụ ở phía bên kia, cái trụ lôi ấy, nó sẽ mở ra. Nó sẽ mở cái phong ấn ra. Đó. Và lúc này thì anh em bay sang, mở rương và tương tác với cái trụ lôi đấy. Cái này thì mình thấy như không cần phải theo thứ tự hay sao ấy. Chỉ cần anh em mở hết là được. Nó có mấy cái trụ lôi thôi. Có cái thì quái canh, có cái thì giải đố như vừa rồi. Cái bên dưới này có một con cỗ máy đang canh thịt nó. Và anh em mở cái trụ lên. Rồi. Anh em chạy sang phía bên kia của cái lồng sắt này. Thì nó cũng có một cái trụ lôi nữa.
cũng được canh với mấy con cỗ máy. Mình sẽ tua đến đoạn mở cái trụ luôn. Đó. Cái này là trụ của dây nó tự đánh vào rồi. Tiện ghê anh em. Phía xa xa có một đám Hilichu canh một cái trụ nữa. Khi mà anh em mở cái trụ cuối cùng đấy thì cái hộp để kích hoạt cái cánh cửa ấy, nó sẽ mở phong ấn ra. Nó rất giống những cái giải đấu bình thường thôi, chẳng có gì khác biệt cả. Ở đây thì mình có một cái đoạn là mình đi lùa một con tiên linh ở phía xa xa, đến gần cái trụ này. Đây là lúc mình đi phượt thì mình thấy nó ở gốc cây thì mình lùa thôi. Mình không ngờ là nó lại dẫn ngay gần đến cái cổng của cái cơ quan. Chỉ là tiện đường thôi. Khi mà anh em đã xong những cái trụ lôi là anh em có thể tương tác với cơ quan, mở cửa ra và đập con khổng lồ. Sau đó thì anh em sẽ mở được đống đường này và nhận được rất là nhiều phần thưởng. Chúc mừng anh em. Chú ý là khi mà anh em đã mở hết cái trụ lôi rồi thì mình nghĩ là anh em có thể mở cửa cơ quan luôn. Sau đó thì anh em có thể tách ngược cái con tiên linh từ cái trụ của nó. Ok, chào mừng anh em đến với cái rương hiếm số 4. Vị trí của nó như trên video nha anh em. Đây cũng là cái rương mà khi mình nghĩ là anh em trong quá trình thám hiểm thì đã nhìn thấy nó rồi. Nó có một cái bong bóng nước ở đây. Khi mà bay lên thì anh em sẽ thấy có một cái cổng dịch chuyển ở đây. Lúc đầu mình cứ tưởng là cái bong bóng nước này nó sẽ dịch chuyển mình đến cái vị trí làm quét, nhưng hóa ra là không phải. Nó có hai cái hồ gần nhau. Ok, đây là cái vị trí của cái rương hiếm nha. Thì khi mà mình chơi ấy, là mình làm cái khiêu chiến đi nhặt mấy cái hạt lôi này, thì anh em thấy xa xa có con tiên linh không? Đó. Tức là khi mà anh em mới đến đây thì có con tiên linh nó sẽ đứng ở đấy nha. Và con này thì nó ngay gần trụ thôi, lùa nó về. Con thứ hai thì nó bị nhốt trong đống đá này. Anh em chỉ cần đập đống đá ra. Đó, là nó sẽ trở về. Con thứ ba thì nó ở ngay trong một cái hang thôi, ngay ở bên đấy thôi. Đây. Đoạn này mình tua nhanh nha anh em, bởi vì lùa mấy con tiên linh thì có gì đâu. Xem hơi chóng mặt đây, mình đang nhìn mình hơi chóng mặt anh em ạ. Ok, con thứ ba đây. Mình sẽ lùa nó về và lúc này thì mở cái khiêu chiến ra. Nó sẽ yêu cầu anh em tiêu diệt bọn quái trong thời gian bao nhiêu giây đấy. Ok, chúc anh em thành công. Thịt xong là anh em sẽ có cái rương hiếm rồi. Đó là hết cái rương hiếm số 4. Vâng, chào mừng anh em đến với rương hiếm số 5. Rương hiếm cuối cùng trong cái video này. Nó ở cái vũng nước này nha anh em. Đây. Đây là cũng là lúc mình làm xong rồi. Và mình vào game để đánh dấu vị trí thôi. Khi đến đây thì anh em sẽ thấy có một cái phong ấn ở đây. Và mấy cái trụ này. Nó sẽ chỉ đến con tiên linh xa lắm. Đây là con tiên linh gần nhất. Nó ở ngay trên cái cây thôi. Mình trèo lên luôn. Đây, nó chính là cái cây này. Sau đó thì mình sẽ lùa nó về nha. Bây giờ là đến con tiên linh xa nhất. Anh em dùng góc nhìn nguyên tố sẽ thấy nó chỉ ra hướng này. Ở đây có một con lôi linh, nó là mình đã lùa nó từ cái khu vực khác về đây. Đoạn đấy thì nó dài lắm nên mình đã cắt đi rồi. Anh em có thể thấy không thấy con lôi linh đấy thì cũng chẳng liên quan gì, chẳng sao cả. Ok, mình sẽ đi theo cái cổng dịch chuyển này và bay lên trên đây. Ở cái đoạn này thì anh em đừng nóng vội nha, bởi vì rơi xuống là mệt mỏi lắm, quay lại rất là mất thời gian luôn. Cho nên là anh em hãy cứ từ từ nhảy từng bước một thôi. Khi mà anh em lao vào trong cái cột dịch chuyển ấy thì kệ nó bay đi đâu thì nó dừng lại thì dừng, chứ đừng nhảy ra là phải mua vé lên lại, mệt lắm đấy anh em. Ok, đây là con tiên linh, khá là khó chịu. Khi anh em chạm vào nó thì lúc này mới nhảy xuống cái cổng ở bên dưới này để đi về. Ok, đến đoạn này là anh em đã xong 99% rồi. Còn lại thì nó chỉ còn có một con tiên linh khác thôi. Con tiên linh khác thì nó ở trên cái dốc này, anh em chỉ cần trèo lên là được. Con thứ ba thì nó bị nhốt cũng ở trong một cái hàng rào gai. Anh em sử dụng nguyên tố hỏa để đốt nó là ok. Đoạn này thì rất là gần thôi, xong rồi đấy anh em. Sau khi anh em dẫn ba con tiên linh về thì nó sẽ mở cái phong ấn ra và lúc này thì chúng ta phải đánh quái. Đây là toàn bộ vị trí của 5 cái rương hiếm. Cái thứ 6 thì như mình đã nhắc, đó là nó nằm trong một cái nhiệm vụ khác và mình đã làm video rồi. Cho nên là mình không cho vào đây, mình chỉ để link thôi. Anh em hãy check cái phần mô tả của video để lấy link nha.
Ok, cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em thành công. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye cả nhà.